mực nước đầu nguồn tại đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh trong những ngày qua đã làm chia cắt nhiều nhà dân sống ở vùng rốn lũ. Đồng thời, nhiều tuyến đường giao thông nội đồng đã bị ngập, khiến cho việc sinh hoạt đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khu dân cư đã bị cô lập hoàn toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Do nước lũ lên nhanh cho nên hiện nay một số khu dân cư ở các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp đã gần như bị cô lập hoàn toàn. Để đến được những cái khu dân cư này thì cái phương tiện duy nhất có thể di chuyển là xuồng như thế này. Gần một tháng nay, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để đến được ấp Dòng Bàn, xã Thừa Phước 1, huyện Hồng Ngự, phải di chuyển bằng xuồng gần 5 km. 160 hộ dân với 550 nhân khẩu tại đây bị cô lập bởi 4 bể nước lũ. Không chợ, không trạm y tế, mực nước lại cao hơn nhiều so với các năm, nên việc sinh hoạt đi lại của bà con càng gặp nhiều khó khăn. Ở như cái đảo rồi đó, mà giờ đi là phải đi đò, xuồng ghe la lớn đi mới được, chứ xuồng nhỏ mình nhỏ nhỏ đi ra, sóng gió đi đâu có được. Không có bác sĩ, y tá gì chứ. Ở đây cũng yêu cầu nhiều lần lắm rồi, không có thấy ai để lại, để giống như giả sử mình đau có mũi thuốc, mình chích, mình ra đường cũng được ha. Còn này không có thôi. Đường ngập, những chiếc cầu được bắt tạm từ nhà này sang nhà khác. Bị cô lập nên có khi cả tuần người dân mới đi chợ một lần. Bữa ăn hàng ngày trông mong vào việc đánh bắt ngoài đồng, nhưng do nước lớn nên lượng cá tôm đánh bắt cũng không nhiều. Trong mùa khai thác cá nhưng ông Được phải cất đi dụng cụ đánh bắt. Nước lớn, bà con không có việc làm, thu nhập giảm đi đáng kể. Năm nay nước lớn thì bà con gặp hơi khó vì thường năm ông bà người ta nói nước lớn thì con cá nó nhiều, nhưng mà thực tế nước lớn con cá đồng nó trống rồi nó trôi đâu mắt hết nè. Tuyên truyền để người dân có một cái ý thức cảnh giác, bởi vì mấy năm nay ở Đồng Tháp là không có lũ lớn, tập trung bảo vệ cái tính mạng, đặc biệt là tính mạng của các cái em nhỏ. Dự báo, mực nước tại khu vực Tân Châu, Hồng Ngự sẽ tiếp tục lên cao. Đến ngày 28 tháng 9, mực nước là 4,03 m. Đồng thời, lũ sẽ đạt báo động 3 vào nửa đầu tháng 10. Chắc chắn, tình trạng nước lũ đổ về sẽ còn gây cô lập nhiều khu vực như các huyện đầu nguồn của Đồng Tháp và An Giang. Thậm chí còn gây ngập úng ở vùng hạ nguồn như Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang. Do vậy, người dân khu vực ngập lũ, vùng trũng thấp cần chủ động đề phòng để kịp thời các phương án ứng phó. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đã
đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bán bên này ra để có bán bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cây đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu, xin chúc anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.